À, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Và mình là Minh Dũng Mồ Câu đây. Thì hôm nay thì chạy Minh Dũng Mồ Câu sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một clip nữa nhé. Tại vì trong thời gian vừa qua thì nhiều người cũng rất là thắc mắc trong cái việc mà khi mà họ bắt chim về nuôi á, thì rất là khó khăn cho cái việc mà xác định con nào có thể làm giống được. Tại vì khi mà bồ câu mà sinh sản ra thì không phải là cặp nào cũng có thể lựa làm giống được. Và mình cũng có thể chỉ cho các bạn những cái kiến thức về cái việc mà lựa giống hôm nay nhé. Và trước ống kính của bạn là anh Minh Dũng đây. Thì hôm nay thì anh Minh Dũng sẽ gửi đến các bạn clip như nào anh Dũng nhỉ? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con có hai cách, hai loại chim để giống. Thứ nhất, bà con nào mà để giống á, là cái con chim bồ câu này là bồ câu 40 ngày tuổi. Đây, 40 ngày tuổi mới vừa tách bố mẹ ra, 40 ngày tuổi. Nè, thứ nhất lông mượt. Đâu ạ? À, lông như nào ạ? Nè, lông mượt nào. Thế nào, từ từ ạ. Lông mượt nào. Lông mượt. Thứ nhất là lựa lông. Lông của nó rất là mượt đây đúng không? Mượt, lông mượt nè. Thứ hai đầu. Đầu phải to. Mỏ rồi kia, nào. Mỏ mắt rồi kia lanh lẹ nè. Thứ ba là chân. Phải cho to. Đâu ạ? Chân nó như nào ạ? Chân phải cho to. Chân nhỏ là không được nha. Chân to. Như thế này là con chim bồ câu 40 ngày tuổi. Và anh có thể chia sẻ cho mọi người kỹ hơn về cái việc mà tại vì khi mà mình lựa giống này đa số là mình nhìn bằng mắt thường đúng không? Thì khi mà mình quan sát bằng mắt thường như thế thì tại vì cơ bản như là đối với những cái loại giống giống tốt thì con nào nó cũng lanh lẹ như nhau cả thôi. Thì anh có thể tiết lộ cho mọi người việc mà cái mà mình đánh giá chính ở cái con bồ câu đấy để lựa giống tốt hay không là cái đặc điểm chính nào? Cái thứ nhất là ở trại Minh Dũng muốn để giống con chim bồ câu này phải nhập bố mẹ gốc. Hiện giờ là những trại khác á, là người ta là ta nuôi cái con này rồi đẻ con nữa, rồi đẻ con nữa, đời thứ 5, thứ 6, thứ 10 gì đó mới lấy cái giống nó ra, thành thử ưa bị bệnh. Còn mà giống trại bồ câu Minh Dũng á, đặc biệt nếu bà con nuôi mua bồ câu đẻ á, nhập trực tiếp bên Thái về để cho họ để gầy giống ra, người ta nuôi là bảo đảm bồ câu không bệnh, không thuốc. Nhiều người thì họ cứ nghĩ là khi mà cặp bồ câu mà nó sinh trưởng xong á thì con nào cũng có thể làm giống được. Mình không bao giờ. Không phải. Bà con sai lầm cái chỗ này. Chẳng hạn như mình đang giới thiệu bà con cái này nha, cái mình chuyển đề tài qua con heo đi. Con heo rừng mà nó nhảy heo ta. Còn ai kêu heo rừng rặt nữa đâu. Là người ta kêu bằng heo lai. Rồi cái bồ câu này cũng vậy thôi. Cái mình để nhiều đời quá rồi. Hình thử ra thứ nhất là nó bị trùng. Trùng huyết với nhau. Thứ hai á thì nó con nó sẽ nhỏ bớt. Nhỏ lại. Rồi là con nó không hiệu quả. Bởi trại Minh Dũng mà ai đặt bồ câu đẻ nha. Bồ câu đẻ là về là coi như đẻ liền. Là mình nhập toàn bộ 100% bên Thái Lan. Tại về là đẻ liền. Con bởi vì con ra tại sao mà trại Minh Dũng mình nói không cần thuốc là chỗ đó. Không thuốc gì hết. Khoảng thời gian khoảng 1 tháng á, 1 tháng trước thì có một cái anh ở tôi không nhớ rõ hay không là anh ở miền Bắc thôi. Thì anh cũng điện thoại cho trại Minh Dũng Bồ Câu, anh ấy hỏi về cái vấn đề là nhiều người thì cho rằng là bồ câu nuôi mà khi mà mình làm giống nó không bị trùng huyết. Thì bây giờ anh có thể giải thích cho mọi người là có cái trùng huyết hay không? Cái con bồ câu là này nó vẫn trùng huyết nha. Nhưng mà cái trùng huyết là đời thứ 5 á, đời sau này á, nó lai ra nó sẽ trùng huyết. Nhưng mà chẳng hạn như giờ cái giống bồ câu đời đầu nè. Đời đầu nè, về đẻ con ra.
là cái con này mình vẫn để giống được, để giống được. Nhưng mà cái con này nó đẻ ra con nữa, cái con nó để giống không được, để trùng huyết không được. Thành thử là mình phải thả lan, mình vô quần thể, mình vô quần thể hết rồi xong mình mới chọn lựa lại, vậy con nó không bệnh. Chứ hiện giờ là có nhiều người ta lấy hai con đời thứ tư năm vậy, lấy con hai anh em của nó ghép vô cho đẻ, thành thử là bệnh hoài. Thì thành thử uống thuốc hoài, tốn tiền thuốc hoài mà lý không biết đường nào ở bệnh, nhưng thật sự ra nó rặn dẫn trùng huyết. Vậy thì mà khi bồ câu mà nó bị trùng huyết á thì nó sẽ bị những cái loại bệnh cụ thể nào anh? Thứ nhất là nó bị hen khò khè, chướng bù diều, là những con bị trùng huyết á đều chết hết. Nhưng mà nói với bà con là coi như mình lựa giống phải cho thật kỹ, mua trại phải uy tín, phải có nguồn gốc. Nhiều người bây giờ không có nguồn gốc lắm, thật sự không có nguồn gốc, là mua về dễ bị bệnh. Cái đó như hiện giờ là mình đang nói cho bà con nghe là tại sao mà nói bồ câu Trung Quốc. Lý do là vậy, bồ câu Trung Quốc á, bồ câu Trung Quốc là hiện tại thì trên thị trường vẫn có loại bồ câu Trung Quốc đúng không anh? Bồ câu Trung Quốc á, không phải mà Trung Quốc nó vẫn qua bên Thái Lan nó mua, vẫn mua qua bên Thái Lan nó mua, nó mua nó về xong rồi á, nó cho tăng trọng, cho đẻ kinh khủng luôn, con ra nó đều đút không à, nó đều máy nó bơm vô cái miệng không, mà nó không để cha mẹ đút. Rồi nó đem qua bên mấy cửa khẩu của Việt Nam, chẳng hạn cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị, mấy cái đó là rồi Việt Nam mình mua về, 2 tháng sau là nó sẽ chết, nó bệnh nó chết. Là bồ câu Trung Quốc không? Thật sự Trung Quốc không có một con bồ câu nào hết, chỉ qua bên Thái Lan mua thôi. Thứ nhất để lý do là sao mà Trung Quốc mua không được mà bên Thái Lan có. Ở bên Thái Lan đất nước, các bạn nói các bạn hãy tìm hiểu nha, Thái Lan không bao giờ nóng quá 36 độ mà không bao giờ lạnh dưới 25 độ. Lý do là bồ câu bên Thái Lan luôn là số 1. Còn bên Trung Quốc có khi âm 20 độ là bồ câu chết hết. Nóng 42 độ bồ câu chết hết. Không có cái nào mà là nuôi được. Thành thử ra Trung Quốc á, là nó mua bên Thái Lan là nó về nó đẻ, nó ép cho đẻ, tăng trọng cho đẻ, xong nó đút, đút xong nó bán đi hết nước, nó bán qua Hồng Kông, nó bán qua Đài Loan, nó bán tùm lum, rồi nó bán qua Việt Nam. Việt Nam mình đâu có giống này, bà con ở ngoài miền Bắc đâu có giống này, toàn là của Trung Quốc không. Ai mà hiện giờ mà có giấy chứng nhận mà nhập bên Thái mình á, là ở đây mình thua Dũng thua. Ở Việt Nam mình có 2 người nhập bên Thái thôi. Mình xin nói thẳng với lại các bạn, anh Hoàng Hoài Bắc Giang với lại Minh Dũng ở miền Nam, là chỉ có 2 anh em thôi. Là hiện giờ thôi, mình xin nói ngoài người khác ra không bao giờ có. Hồi xưa mình cũng đầu tiên mình cũng chân ướt chân ráo, mình cũng chạy ra ngoài người ta chỉ ngoài Bắc là có giống bồ câu của Trung Quốc, mình mua về là trong vòng 2 tháng sau là nó chết hết, nó khò khè, nó chướng bù diều, nó chết hết. Lý do gì mình mới cho chuyên gia bên Thái qua là họ nói là Trung Quốc nó bơm không à, nó bị lủng bù diều rồi, nó đâu còn nuôi con được đâu, tại bù diều nó sát nhau hư bù diều rồi, là bồ câu Trung Quốc không xài được, đẻ không nhiều, nuôi con á, có con được con không, chứ không phải con nào mà cũng hư, nhưng mà có con được con không. Với là cơ bản như những cái hộ nông dân mà mua những cái loại giống như vậy thì cơ bản họ không truyền lại cái kinh nghiệm nuôi cho mình được không anh? Đúng. Đa số ra là ai cũng giống người á, nhưng mà trại Minh Dũng là không giống người, không giấu, không tin,
cho người lợ đây ở đây một tháng mình bao cơm miễn phí, trả thêm 5 triệu dọn dẹp phân gì luôn, chỉ từ A đến Z. Nếu bà con nào không tin, ở đây mình tiền đạt hết tất cả luôn luôn, mình trả lương tháng cho. Rồi, cảm ơn anh Dũng nhé. Thực ra thì những cái thông tin hôm nay anh chia sẻ thực ra cũng rất là thiết thực, và nhiều người mà đang có thắc mắc thì cũng phần nào mà mình gỡ được những cái rối trong cái thông tin của mình. Thì cũng rất mong mọi người có thể chia sẻ những cái clip như này, và nếu có các bạn ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì hãy cho tụi mình một subscribe, một like nhé. Và clip hôm nay của Nông Dân Làm Giàu thì cũng tới đây thôi.